Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của VnReview. Các bạn thân mến, mới đây thì mình đã gửi đến các bạn một video về tính năng mở khóa bằng khuôn mặt của Nova 2i và rất nhiều bạn đã comment hỏi mình là cái bản cập nhật bổ sung cái tính năng mở khóa bằng gương mặt và AR Selfie này thì nó có cải thiện cả về hiệu năng của Nova 2i không? Và sau một cái thời gian trải nghiệm thì mình đã có câu trả lời và mình xin được thực hiện cái video này để chia sẻ với các bạn. Đầu tiên là về điểm Antutu, thì khi mà mình đo ở phiên bản Antutu mới nhất hiện nay là 7.0.6 thì điểm của Huawei Nova 2i đã cải thiện rất là nhiều. Đó là nó lên được khoảng gần 77.000 điểm, mình đã đo vài lần và nó luôn dao động ở cái mức này từ 76.000 đến khoảng 77.000 và nó cao hơn cái điểm Antutu cũ của Nova 2i ở cái phiên bản cũ khi mà trước khi mà cập nhật vào khoảng gần hơn 10.000 điểm. Đó là khi trước đây thì Nova 2i nó sẽ chỉ rơi vào khoảng tầm 63 đến 64.000 điểm thôi. Có một số trường hợp cá biệt mình đã đo được Antutu của Nova 2i sau khi cập nhật đã lên được gần đến hơn 80.000 điểm. Là một cái điểm số khá là cao và một sự cải thiện rất là lớn của Nova 2i sau khi mình nhận được cập nhật. Tất nhiên là Antutu thì đôi khi nó không được đáng tin cậy cho lắm, thế nên là mình đã thực hiện với một vài phần mềm nữa để có được cái kết luận chính xác hơn. Đó là những phần mềm như là GeekBench 4 hay là GFXBench. Với GeekBench 4 thì mình đo được là 917 điểm cho điểm đơn nhân và 3.325 điểm cho điểm đa nhân. Cũng là một sự cải thiện khá lớn so với cả cái phiên bản trước khi cập nhật. Trước đó trong bài đánh giá chi tiết thì mình đã từng đo điểm của Nova 2i thì lúc đó Nova 2i chỉ được khoảng 817 điểm đơn nhân và 3.144 điểm đa nhân. Như vậy là điểm đơn nhân của Nova 2i đã tăng lên khoảng 100 điểm và điểm đa nhân thì cũng tăng lên gần 200 điểm. Một sự cải thiện cũng rất là đáng kể. Và với GFXBench thì mình cũng đã đo lại ở hai bài test quen thuộc của VnReview là Manhattan và Manhattan Off Screen. Thì điểm của Nova 2i cũng có sự cải thiện, đó là tăng lên 7,1 FPS ở điểm Manhattan On Screen và 7,2 FPS ở điểm Manhattan Off Screen. So với trước đó chỉ được 6,8 FPS khi mà On Screen và 6,5 FPS khi mà Off Screen. Cũng là một sự cải thiện tốt trên Nova 2i. Và đó là những điểm số từ phần mềm BenchMark. Thế thì còn khi mà trải nghiệm thực tế thì sao? Và mình đã thử nghiệm với cả tựa game Asphalt 8 trước đây thì Nova 2i chơi Asphalt 8 rất là giật lag, đặc biệt là mức đồ họa cao nhất. Còn hiện tại ở mức đồ họa cao nhất các bạn có thể thấy ở đây mình đang để ở mức thiết lập đồ họa cao nhất có thể. Đó, mức 2 và tất cả mọi thứ đều được bật tối đa. Thì Nova 2i đã cho cái hiệu năng trải nghiệm mượt mà hơn rất là nhiều. Không còn hiện tượng đơ và giật lag như trước nữa. Mình hoàn toàn có thể chơi rất là tốt, không gặp vấn đề gì. Đó, kể cả khi có những hiệu ứng trên màn hình thế này thì Nova 2i cũng không hề gặp phải tình trạng giật lag như trước. Quả là một sự cải thiện đáng kể từ Huawei dành cho Nova 2i. Đó, kể cả khi mà có rất là nhiều hiệu ứng đồ họa trên màn hình thì Nova 2i vẫn cho cái trải nghiệm rất là ổn định. Đó, kể cả khi mà chúng ta đụng xe như thế này thì cũng không làm Nova 2i gặp khó khăn nào. Một tựa game khác là Dead Trigger 2, đó là một tựa game mà trước đây thì Nova 2i cũng xử lý khá là vất vả. Tuy nhiên sau bản cập nhật này thì Nova 2i đã chiến game này nhẹ nhàng hơn nhiều. Mình cũng đã thiết lập ở mức đồ họa cao nhất ở mức 2 đây để cho bạn biết là Nova 2i đang phải gánh vác Dead Trigger 2 ở mức đồ họa cao nhất. Và các bạn thấy ngay từ những cái di chuyển nòng súng này, di chuyển ruồi này, di chuyển thì Nova 2i đã rất là mượt mà. Đó, ngay cả khi mà gặp những con quái như thế này thì cái số khung hình nó vẫn giữ được ổn định, rơi vào khoảng tầm 30 đến 40 hình một giây. Trước đây thì Nova 2i cũng chỉ xử lý game này vào khoảng tầm 20-25 hình một giây thôi, tương tự như Asphalt 8. Tuy nhiên sau bản cập nhật có thêm Face Unlock và AR Selfie thì cả hiệu năng của nó cũng đã được đẩy lên. Đó, đã thấy với những cái game bắn súng góc nhìn thứ nhất như này thì cái số khung hình ổn định là rất quan trọng. Và Nova 2i đang cho thấy được sự cải thiện hiệu năng ấn tượng của mình. Đó. Ngay cả khi mà chúng ta chuyển cảnh chạy vào trong nhà như thế này, thường là ở trong nhà thì sẽ đồ họa sẽ phức tạp hơn. Đó, ở trong nhà này thì đồ họa sẽ phức tạp hơn, với là rất là nhiều cảnh cháy nổ cũng như là hiệu ứng ánh sáng, đổ bóng. Đó, thế nhưng mà Nova 2i vẫn đang cho cái kết quả tốt. Không gặp vấn đề gì cả, và rõ ràng là cái hiệu năng của Nova 2i sau bản cập nhật đã tốt hơn. Và một tựa game khác mà trước đây thì Nova 2i xử lý cũng không được ổn lắm, đó là Liên Quân Mobile. Còn ở bản cập nhật này thì sao? Mình đã thiết lập Liên Quân Mobile ở tất cả các mức đồ họa cao nhất. Đó là bật viền, bật độ phân giải HD, chất lượng hình ảnh là mức cao tối đa, cũng như là chất lượng chi tiết cũng là tối đa. Và chúng ta sẽ vào đấu trường 5 đấu 5 để xem là Nova 2i đã có sự cải thiện thế nào. Và mình đang vào game ở đấu trường 5 đấu 5 đây. Và tất nhiên là mức đồ họa cũng đang là thiết lập ở mức cao nhất. Để xem là Nova 2i đã cải thiện thế nào sau cái bản cập nhật Face Unlock và AR Selfie. Số FPS do Liên Quân Mobile đang thể hiện thì rơi vào khoảng 30 FPS và khá ổn định. Chưa có sự tụt giảm khung hình nào cả, nhưng mà chúng ta mới chỉ là chưa có nhiều vật thể trên màn hình lắm. Vâng, bạn có thể thấy đây, khi mà rất là nhiều vật thể trên màn hình đây, và mình đang vào một trận hỗn chiến đây. Vâng, mình khá là ổn định đúng không ạ? Chúng ta không hề thấy sự giật lag nào ở đây cả. Và một tựa game nữa mà mình thấy Nova 2i đã có sự cải thiện đáng kể về hiệu năng, đó là Crossfire Legends, một tựa game online cũng đang được rất nhiều bạn ưa chuộng. Mình đã thiết lập ở mức đồ họa cao nhất, và Nova 2i thể hiện ra sao thì xin các bạn cùng xem với mình. Chúng ta sẽ cùng vào phần thi đấu. Và đây, mình đang ở chế độ đấu đội đây. Đó, Nova 2i số khung hình mình đoán là khoảng tầm 40 FPS. Khá là mượt. Trước đây thì Nova 2i khi mà chơi ở chế độ đồ họa cao nhất này thì cũng không được mượt lắm. Tuy nhiên qua cái bản nâng cấp về AI Selfie và Face Unlock này thì Nova 2i đã chơi mượt hơn rất là nhiều. Như vậy là mình vừa gửi đến các bạn video đánh giá và trải nghiệm hiệu năng của Huawei Nova 2i sau khi nhận được bản cập nhật Face Unlock và AI Selfie. Có thể nói là Huawei Nova 2i đã có sự cải thiện đáng kể về hiệu năng và mang cho chúng ta một trải nghiệm rất là mượt mà, nhất là với những tựa game như là Asphalt 8, Dead Trigger 2, Crossfire Legends hay là Liên Quân Mobile thì Nova 2i đều cho cái số khung hình cao hơn, ổn định hơn, mượt mà, trơn tru hơn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này của VnReview. Và nếu có suy nghĩ gì về video này thì các bạn hãy chia sẻ phần comment phía bên dưới và chúng ta sẽ cùng thảo luận. Đừng quên subscribe kênh YouTube của VnReview để nhận được nhiều video đánh giá sớm nhất. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye!